Hello, xin chào mọi người. Lại là câu chuyện nấu ăn. Nhẽ ra hôm nay thì mình sẽ nấu món cá hấp, nhưng vì nhà cái nồi hấp bị hỏng nên mình sẽ sử dụng oven để nướng cá. Cá mình mua thì người ta đã đánh vảy rồi, cho nên là về chỉ việc rửa sạch, bỏ qua được cái phần là đánh Cái vảy. phần mang đen bên trong phải rửa cho thật kỹ để không bị tanh. Mình sử dụng 6 nhánh tỏi, một nhánh gừng và ba nhánh sả. Các nguyên liệu này thì đập dập nhỏ và băm thật nhuyễn ra để lát nữa mình cho vào cá. Giờ mình sẽ đi hứa con cá này ra. Mục đích hứa cá này để lát nữa mình ướp gia vị đấy, để cho gia vị được thấm vào bên trong, ăn thì sẽ vừa hơn. Cho vào đây một chút muối này, một chút hạt tiêu. Sau đó mình sẽ mát xa con cá để cho nó thấm vào bên trong. Ồ, vừa nãy mình quên mất ở cái phần ướp cá ấy, mình phải cho vào đây thêm nửa quả chanh để lát nữa cho vào cá cho thơm. Với khúc ướp cá này thì mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu như là gừng, tỏi, sả vào đây, và sau đó thì mình vắt chanh vào đây, còn cái vỏ chanh thì mình sẽ cho lên chốc con cá. Sau khi cá đã ướp xong thì mình sẽ cho vào oven để nướng. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ 210 và nướng trong vòng khoảng 30 phút. Trong khi chờ đợi cá thì mình sẽ đi làm ngay cái phần nước chấm tỏi ớt. Nước chấm tỏi ớt này mà ăn với cá nướng thì trời ơi, ngon xuất sắc này. Để làm được nước mắm này cũng rất là đơn giản. Mình sẽ cho vào đây một chút muối này, khoảng 2 thìa đường và khoảng 3 thìa nước mắm. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây tỏi ớt băm, một chút rau mùi, khuấy khuấy đều lên. Cái không thể thiếu đó là mình sẽ vắt vào đây một chút chanh này. Vậy là mình đã có một bát nước mắm khá là ngon đấy. Còn rau mùi và hành thì mình sẽ đi thái nhỏ để lát nữa mình rắc lên chốc con cá. Và sau 30 phút thì con cá của mình cũng đã chín rồi này. À, vừa nãy trước khi mình cho cá vào nướng thì mình có cho vào đây một chút bơ thay dầu ăn mà nãy mình quên không nói. Mình sẽ rắc cái phần hành và rau mùi lên chốc con cá để lát nữa mình đổ dầu ăn vào cho thơm. Cuối cùng thì cái phần dầu ăn mình đun thật nóng lên này, sau đó thì mình sẽ rắc lên chốc con cá. Ôi, cái khúc này là cái mùi hành nó bốc lên, phải nói là nó thơm. Nói về cá hấp và cá nướng thì thật sự cũng không quá khó này, mình chỉ qua vài bước thôi là mình đã có một món ăn rất là ngon. Món cá nướng này thì hôm nay mình sẽ ăn với nước chấm tỏi ớt. Thật ra cái món này mình đã làm rất là nhiều lần rồi, ăn rất là ngon và lạ miệng. Hôm nay thì mình còn nấu thêm canh rau ngót tôm khô. Cái tôm khô này ăn rất là ngon và ngọt, mình thường sử dụng để nấu canh. Rau ngót thì mình cho rau ngót và tôm đảo đều với dầu mỡ, cho thêm một bát nước, sau đó thì nêm mắm muối cho vừa ăn. Vậy là cũng xong rồi đấy. Mình sẵn có hành lá băm cho nên mình cho vào đây một chút, không có thì cũng không cần phải cho. Vậy là đã xong bữa ăn với hai món, món cá nướng và canh rau ngót. Mình thì có thói quen ăn rau, rất là thích ăn rau cho nên là bữa ăn nào ấy mình cũng phải nấu rau. Cá sau khi mình nướng như vậy thì nó sẽ rất là ngọt này, nhìn thì rất là săn chắc và cái nước của nó không bị mất ấy. Khi mình sắn cá ra thì mình vẫn nhìn thấy cái nước ở bên trong của nó này, nhìn rất là ngon và ăn thì lại ngọt. Theo cái cách chia sẻ của mình này, nếu mọi người thấy ngon thì có thể thử nấu luôn và ngay, và nếu như mọi người có cách nào nấu ngon hơn thì có thể chia sẻ với mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và đừng quên nhấn follow Ngọc Mai để biết thêm nhiều về các món ăn cũng như đời sống tại Malaysia.